Xin chào tất cả các bạn, mình là Mèo và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series mới với trò chơi mới có tên là Pokemon Uranium. Nói chung là game mới ra nên mình cũng chưa thử nữa. Để mình mở này chưa coi nữa. Đồ fanpage là 9 năm cũng đẹp dữ. Này Ray và JV Berlin coi thử intro Pokemon mỗi intro khác nhau hay mà men dễ hả? Thôi chọn nhân vật nữ nha, ngoé hơn không chọn nhân vật nam đâu. Ai lẻ anh ơi. Thường là coi intro là sẽ coi chơi Pokemon sẽ cho hint. Cái gì chơi sắp chơi, nói chung là cũng được. Giống Rattata. Chắc Legendary Pokemon. Giống con gì quá này, cá ngựa. Hey. Mòe, linh vật của VOZ. Sure. Con mòe, linh vật của VOZ. Rồi, Pokemon bị nhiễm phóng xạ nữa. Ví dụ ý tưởng hay á. Đó. Có intro thôi có được. Được, đại khái là game sẽ cái gì. Được, cột phóng xạ bóng ra, bắn ra được. Kênh. Yo, let's play to continue. New game. Yo. Regular New York. Dễ. Dễ. Yes. Who is it? Oh, hello there. Ai đó. Chào nha. Xin chào tới thế giới Pokemon. You don't say. Ta bị cổ à. Nên tôi là Bamboo. Xong đầu là Bamboo cho rồi. Được phát. Cái gì vậy? Nếu bạn tìm khó đầu, bạn có thể gọi mình là phải Bamboo hả? Pokemon Professor. Professor nhìn giống lắm hả? Aloha. Bạn hơi là đứa bé. Nộp đơn cho công việc này phải không? Ủa CLKT. Hello there, we doing. Không biết làm gì. Có chiếc được trên này. Cần phải đưa những gì biết hay không? Adventure control. Configure control. No. Đọc dịch cho nước. Tới thằng ê một cái vật mué vậy. Chúng ta là Tapico, những câu hỏi này giới thiệu ai không biết. Đưa ra những tonishing power, hay đưa những năng lượng nhờ năng lượng khổng sức mạnh và năng lượng khổng lồ bla 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 bla. Thông minh đó hả, ghê. Nguyên cả series chưa Pokemon hình như có một con thì nói chuyện được, Pokemon nói chuyện được là Pikachu hay sao á, lại là hết rồi. Không, một Pikachu muốn nói được quét. Cấu thông minh bé. Một số người giữ Pokemon là đồ là vật nuôi một giúp vậy là nô lệ mẹ nó rồi, đãi mà lương đánh nhau thấy không, nô lệ xua. Dùng để làm vét rồi dùng để giúp công việc và dùng để đánh người ta, nô lệ. Ngưng ngược đãi động vật please, ngưng ngược đãi một cái point please. Xin nhi làm nhiều việc gì mà vẫn không hiểu, tụi bay bị ngu nữa à. Nhìn thấy giống mày giống là một chưa sư một cái mặt thôi không được. Ừ, đây là một chuyên gia Pokemon. Ok.
Rồi, tuần mỗi loại Pokemon thể đều có một điểm mạnh và điểm yếu, nhưng mà tại sao nó tồn tại và có những loại chúng ta chưa phá được? Và tôi sẽ chỉ cho bạn, nói thêm cho bạn vào ngày đầu tiên của gì là tới phòng thiên kiệm của tôi và ngày mai và lấy Pokemon. Ủa chứ không phải là gặp rồi giờ tới hả? Cổ hả? Chứ phải đi ra cỏ rồi tới. Con nào mua é à? Không. Được rồi. Quá. Rồi đi đi. Đi coi. Đẹp phương dương. Con nào mua é ta? Rồi không. Phật phải lại. Đó rồi hả? Dẹp vô lô. Vô nem hả? KLGT. Vô nem là tên gì ta? Thôi cũng được anh ơi. Thôi tên gì ai biết, tên mèo. À tên gì? Kumiko. Weeb Detected. Jerry, yeah, sure. Sao không? Yeah, mày quay phun. Tại sao không? Jerry, are you ready? Yeah, I'm ready. Ok, go go go. Ai không biết chơi Blacklight ở fucking hell. Kệ, YOLO, tới luôn. Chuẩn bị làm top of the world rồi. 10 năm trước cho nên Jerry biết biết gì thế. Jerry, I immediately regret my decision. Tình vô người trước anh ta to. Toàn là con nhanh nào hay không dữ. Ê, sao kỳ vậy? Hai mẹ con già với mẹ nhìn không có giống gì thằng đứa con hết vậy. What the fuck? Oh, là một nhà khoa học, nhà chuyên gia năng lượng hạt nhân luôn, quá pro. Human potential. Wow, hư cấu. Có cửa hó mới tin được. Làm ra nhiều mà còn chỉ có thời gian chăm sóc Jerry mẹ. Thành phố yên bình và năng lượng. À, công ty của Lucy đang phát triển một năng lượng sạch để có thể thay đổi thế giới. Until thôi, tương lai sáng sủa, nhưng cho tới khi một ngày bình thường tại Lugia Power Plant, nào ngày bình thường tại nhà máy năng lượng hạt nhân nơi Lucy đang làm gì, chắc đổ à. Electrical system. Anh cướp vô hả? Cameroon. À, tổng thống Anh nè. Cựu tổng thống Anh. Mà mày xong công việc chưa? Xong rồi, nhưng mọi thứ làm hoàn hảo. Giờ bái phát. Làm những gì đó được, làm đúng gì được, làm hay lắm, mẹ ơi. Tốt. Nếu mọi người xong rồi nghỉ ăn cơm cho rồi chắc. Ôi, sếp ơi, muốn nhìn thấy cái này một chút. Lạ quá. Năng lượng bên trong lò phản ứng cao hơn so với bình thường. Một là chúng ta phải reset hệ thống.
đơn diệt hay là gì á, là cái là phản ứng bị liệt diệt, liệt là gì, tràn diệt, căn nhà không phải mấy đó bộ gì mà mới vừa kiểm tra mà, chỉ nên là rồi rip. Yeah, chạy anh ơi. Rồi chuẩn bị quách ở tải rồi. Yeah, trốn anh ơi. Ở thêm thằng lì nữa, Lucy. Rồi ngoại trừ Lucy, what the cấp 3. Ok, lạnh lùng boy nè. Không sao đâu, đi chơi. Rồi ok, đương nhiên. Rồi Auntie Mokita ở thành phố Moki 15 sao. Jerry đã thành trend troll, ngồi đi làm Road to Idol. Red Team Captain Air Super Revolution and Pokemon Trainer. Ok, rồi The Journey Begin, Road to Idol. Tới anh ơi. Ghẻ điên rồi. Rồi phiêu lưu đưa xô sụp bò. Ok, nên bơi chứ. Ủa không phải rival hả, buồn vậy. Phải rival. Thái cách ra Cameroon sẽ không thì sẽ rồi chụp đây có ở present vấn đề. Yeah, running siêu luôn. Yeah, ok. Rồi ok, tự hào dạp lập 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 la. Rồi thả nó đi đi anh ơi. Chạy được trong nhà không? Rồi chạy được trong nhà. Qua là một cái bo cũ. Cũ chạy được trong nhà là tốt rồi, yên bình dữ rồi. Lóc được rồi, nhà cho giáo sư đâu rồi. Ừ thì phải có thằng cha chạy tới cản lại chứ, cản bố một cái. Holy fuck. Thôi chứ không hình dung được đang ở đâu luôn. Đâu rồi, đại giáo sư đâu rồi, phân du. Hey, mày up, ok. À, láo dữ, gõ nó luôn. Còn lưng tê, đuôi nó. Đổi nó coi. Hello Tommy quá yếu. Hello. Ok. Rồi lại có tên nó sẽ đi cấp trưa về được rất khác và tôi happy. Ok. Rê bao phương của các bạn. Ok, yeah. Đúng rồi, tao cũng vậy, lẹ đi. Go go go. Test cước gì? Kinh thức nào. Check. Yeah, YOLO. What counter new camera the world first reaction. Attack right away. Why I see the đưa thấy
Wait and see, wait, đương nhiên là of you. Give me to the one option and pick up the TM Multiverse cho Pokemon Jack the Power Hyper Beam. Hidden Power. Trả lời skill để cho nuôi tới giờ cái đĩa đi mà có put me the all round đó Blizzcon Criando Amarok ai biết ba con lão à và thích slide of game to fail the test đối với thế và thứ hai với no motivation come make a new friend becoming the very best đúng không? Ê ê chết. Oh fuck. Oh fucking hell. Become a very bad mới đúng. Fucking hell nhân lộn. Fuck my life. Ok. Anh đang like your result. Lẹ lẹ. Lẹ anh ơi. Chia rị. Who like play say. We get a set. You know when things come to wait. For defensive trainer like you. No. Fucking hell, fuck you. No. Tôi muốn hệ nước. Dian, cái lỡ Dian cáp. Dian cô. Dian chi. Dian cô, Dian ta bị cô. Ok. Rồi, thằng này chắc giống hề lửa quá. Hề lửa chắc rồi, counter mình là luôn luôn. Hề nước thì con hề lửa. Hề điện ha. Electric was the best way. Ngộ à. Không có hề counter hả? Không, hề điện chắc cũng gọi là counter. Yeah, ok. Vô solo coi. Ờ à, đúng rồi, solo liền. Tiễn luôn, quẩy lên, tuổi gì, solo hết. Cân trẻ trâu. Ôi đi anh cô. So fucking fail. Bye. Scratch, roll. Roll lấy đạp trước rồi đó. Đó, dạo, attack fail. Not very effective. Scratch. Ở hệ nước. Rồi, ngáo đá lên rồi. À, ép nó nhanh hơn nữa chứ. Crit anh ơi. Spam scrap đi. Ôi, fuck. Thua anh ơi, có tỷ lệ chúng ta sẽ trẻ trâu. No. Cạo vảnh lên. Holy fuck. Cần quá vậy. No. Một hit nữa là bốc hơi á. Chuyện gì không? Rồi. No. Oh fuck. Tại sao? Chút xíu thôi mà. Oh fuck. Thua độ nữa chứ. Sad boy value. Oh fuck. Bullshit. Đi bó. Trả thù anh ơi. Did your son have a tech at me? Đúng rồi. But the beat five by beat ra. À biết rồi. Chọn chim ngu rồi. Fucking hell. Đúng rồi. Throw tí. Cho nó vui thôi. Throw. Sure. Throw tí là bị căng rồi. Ok, được heal Pokemon free. Rồi, thank you Vinamilk. Root combo.
Bring the ability you want how to catch Pokemon. Ok. Thôi tí là bị căng nha. Nhả cho nhẹ nhàng xíu. Ê con kia quay rồi, bắt được không? Rút 01, rút cả đi rút đây. Để rút 33, 03 hả? Đi rút 01 là bên đây nè. Đây. Shoot in his house. His house ở đâu? Chắc bên đây. Wahoo. Yes, đúng rồi. Thôi tí tốt người tốt bụng mà. Đừng ra chơi chiêu ngu chứ không phải là throw. À, không phải là thả mà là throw đúng kiểu luôn. Hello. Vô. Vô solo nữa các cô. Gì? Ok. I take the advice to play music and global region for good. You are allowed to stay in touch. Ok. Ok, go. Ok, để lại quá khứ nữa, phát vô, đừng có nhắc lại nữa. Nó thốn thốn rồi. Fuck you. Quá khứ người ta đã thốn rồi, mày còn kể thêm một giác nữa. Giống Peter Dagger quá. Ok. Ok, rồi ok. Bắt ấy biết rồi, ai không biết. Yeah. Ấy. Con bé gì không đúng ở đây. Tại sao không đặt vô trâu và hai con ngược hướng nhau. If you know what I mean. Có gì đó không đúng ở đây. Rồi ok. Tức cập rồi sao bắt được. Easy peasy lemon squeezy. Rồi cho Pokemon đi anh ơi. Rồi đúng rồi. Cho mấy cái mấy quả xài chơi rồi. Rồi đó. Sao cho một cái đắt. Cho một cái Pokemon mới đúng. Rồi. Đúng rồi. Cho con trái hả. Ok. Gonna cut them all đúng rồi. Ok. Ok, go. Cái nhiều quá. Rồi. Chuẩn bị nói với thằng này nữa nè. Sure. Đâu. Tao không quan tâm mày làm cái mẹ gì hết. Nó be better trainer. Rồi ok. You win. Đúng rồi, you see. Rồi ok. You win. Đến quan tâm về nhà nữa. Ủa. Chết cha lột nhà anh ơi. My bad. Sorry. Mình đâu? Mình dưới đây nè. Thôi. Cho lô. Bắt đó rồi. Vô go go go. Sao có dướng cây. Rút không một. Rồi. Đi hướng nào. Để gặp trainer. Ngon. Hello. Là đồ nữa.
Họ giống thô quá à. Ủa lừa rau luôn hả? Không chơi ngu nữa, cứ đánh full full lực cái đó. Đúng rồi, full tiền mất công. Vô gõ nó nè. Có hai chiều, chiều nào nữa đâu. Ở đó gõ cũng thốt nha, thốt nha anh ơi. Rồi có thêm nhát nữa, ở trước luôn. Fucking hell, tốn máu quá. Rồi tiếc. CLGT ác medicine potion. Con để gì ta? Trời đùa khoai luôn. Rác nhà. Fucking hell. Chị sao chứ đứa cơn chứ đó thôi. Rồi level 6, yeah, feels good quá. Đưa tiền anh ơi. Sao không cho bích nhân vật như vậy nè. Cấp 3. Chin chin. Tưởng tật rồi bà. Antidote. Cái nhà đây, vô có heal được không anh ơi? Heal cho em nhé anh ơi. Ok, cho fishing rod. Rồi phải defeat team leader. Đấy, lượm được Pokemon. Rồi Lily, tập hả? À ha. Run. Cấp 3. Thấy cu. Càng hả? Solo đây. Phần nước bong gõ nó luôn tặc rồi nước gõ nó tiếp anh ơi, gõ cho nó ngáo luôn rồi nửa mình chắc khoảng ba hit đánh nữa sẽ chết. Chiến đăng gây cấn, yeah sure. Rồi đúng rồi, ba hai nhát nữa tuổi túi cùng loại là chỉ có hơn level mới gõ, hơn chiêu hơn level mới gõ nhau thôi. Còn dưới kèo dưới đi, ở kèo dưới luôn đi. Đây lý vậy. Rồi ăn ăn cám rồi anh ơi. Không mua cái mon backup. Không có một cái mon backup rồi. Shit. Giống thua quá. Mà nhạc hay. Nhưng lúc này lại nhạc lại hay. The fuck what? Tôi cần heal anh ơi. Đứt xít, hút máu nè, được. Rồi xong rồi. Xả đi. Ơi. Ê, ê là mau.
hiu cái đá vô gõ tụi bay. Cấp la thao. Đâu rồi? Tôi cần Pokemon Center. Đúng rồi. Rồi hôm nay sẽ xem Pokemon. Hope to see you again. Hình như có chế độ online hay sao? Nintendo Network by Online Battle Training GTS and 1. Wow. Chị ngửi chơi online được nghe anh ơi. Ấy chơi Mary. Chơi Mary anh ơi. Ngon. Dùng đất người ta chưng dụng nè. Mốt về thu hoạch sao? Chỗ đây xin hạt giống anh ơi. Hi hi, sure. Biết rồi. Cấp 3. Ngon. Ngon. Free. Đã vậy. Không, free berry. Vô gõ thằng dốc đi coi. Hello cu. Căng nữa. Đi cào chứ này nít xếp đi không báo. Sự. Đào quá anh ơi, đào quá. Đào quá. Gõ nó tiếp, hỏi hút máu nè. Hi hi hi. Hút máu tiếp. Yeah, feels good man. Thôi ẹn nó luôn. Có vé đùi. Vé yeah. Cho số đi. Lần sau đổ tiếp. Thôi nãy còn có mấy thằng chưa gõ. Vô gõ nó luôn. Ra con này được nè. Nó phải level cao xíu. Ly. Qua nhánh bên này coi. Hồi nãy trốn đi đi cho lẹ. Đồ chị ơi. Mời mấy cha đẹp đẹp gì không cho. Có ừ con này con nè. Chị thương. Tích xít chứ đó. Ráng nha. Được hai tên. Tích xíu không nhiều lắm. Tích xíu nhưng còn hiệu quả ba tên. Còn bao nhiêu tên? Thôi. Đọc cũng vậy à. Được tiền đổ anh ạ. Hey, free berry.
Primary. Acai Berry. Omnifrost. Recover from paralysis. Recover from sleep. Good enough. From burn. To defrost Pokemon. Hey, come on, kid. The move of Pokemon. Đó. No. Gõ nó luôn. KLGT báo đi coi. KLGT Phúc Chu thốn nhà. Fucking hell. Nữa rồi khốn nạn nha. Thôi rít luôn tiễn. Tôi cần một con Pokemon anh tráng xíu thôi. Fucking hell. Nữa thôi tiễn. Mà lỡ rồi đánh luôn để trâu. Chứ anh tắt fail. Speed nữa chứ. Cấp 3. Đào nhà. Gõ nó rồi. Easy peasy, lemon squeezy. Đó nó rồi. Rồi xong. Tiếp. Nữa. Really. Oh. Fuck it. Nữa? Really? Ồ, thôi định mệnh đã đưa ta tới đây rồi. Chơi luôn. Chơi nhẹ tay thôi để bắt nó nữa. Gõ cái nữa là chết. Căng hả? Rồi, vô được rồi. Bác Pokeball. Ok, at designated target. Bắt lên rồi. 2, 3. Yeah, gotcha. Easy, easy peasy lemon squeezy. Bắt mới vô Pokédex hả? Vô lý vậy? À không, có thêm data. Gì tao quên rồi. Con kia mới giống, con này không có giống. Không giống Minami, không giống Kotori. Tên lấy gì vậy? Nhìn giống con gì vậy? Chim. Mặt cười. Ok.
có vẻ hợp lý nữa. Rilly Nikka. Thì tốn quá. Cần kiếm con chim kia kìa. Tôi cần kiếm con chim kia thôi. Chết bla tao. Này tên ý có cái rồi yêu của anh ơi. Hope to see you again. Gym leader đâu? Vô đây anh cân cái coi. Bao nhiêu tiền quá. Nhà gì đây? Buy repair shop. À, có buy tắm nhỉ? Buy wheel and pick up bicycle, give it to you. À, kiếm được bánh xe. Hilly. Ok. Hello anh ơi. Gì đó ơi. Có đồ anh ơi. Bước đi. Bước những con trắng trắng kia đặt tên là Koturi. Tôi sẽ hứa đặt tên là Koturi. Sure. Fucking hell, hay gió. Rác quá. Gõ nó anh ơi. Cho bước láo ấy. Rồi tiễn. No, tới luôn. Hút máu cái. Ê, gớm vậy. Hay điện anh ơi. Giống hay điện vậy. Hút cái đà, bình tĩnh. Rồi, gõ đó. Gớm vậy. Special Defense Roll là Defense phép. Chống đâm phép. Thì cứ gõ tiếp anh ơi. Gõ nó. Gõ anh đâm tay thôi, đủ rồi. Xin tiếng quyết nữa. Cấp 3. Yeah. Easy peasy lemon squeezy. Có tiền rồi. Yeah. Hello. Cha này được á. Đây. Rác nhà. Có. Có độ nè, khỏi đi. Ơi rác. Rác nha. Rác nha. Rác nha. Rác nha. Cần á. Yeah, đói. Mắc cười. Cấp 3. Tốc hơi quá. Giống một hơi quá. Accuracy fail.
và bốc hơi. Yeah, feel bad man, còn muốn máu nữa chứ. You. Phục áo nó nơi thấy chơi trò chơi gay nè, chơi gay phục áo rồi bơm máu. Vine Grip Whip là gì ta? Ôi, không thử sao biết. Đàm khá. Đó. Là chơi gay. Là kèo anh ơi. Là kèo anh ơi. Đà. Chơi gay. Rõ. Thôi không có đào. Trầu á. Chỉ đào phép vô người nó mới được. Rõ. Vẫn chưa rút được. Trông phải. Lì quá bay. Rồi hút chết luôn. Rồi bye. Easy peasy lemons. Yeah, cho tiền anh ơi. Ủa, giá số điện thoại. Yeah. Đường cũ đi tới Now Top City. Rồi, tạm biệt các bạn. Tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Giờ tập sau của Pokemon này hay á. Trò này hay á. Và tập sau mình làm việc. Tạm biệt các bạn.